Thưa quý anh chị và các bạn, trong chuyến hành hương của anh em mình vào La Vang thì có đi qua địa phận Vinh, và mong muốn của mọi người trong đoàn là đến thăm viếng linh địa Trại Gáo, nơi có đền thánh An Tôn rất là linh thiêng. Thì đây mình đang đi cái hành trình từ đường tỉnh vào linh địa Trại Gáo. Trên đây cũng xin giới thiệu các bạn những hình ảnh ở linh địa Trại Gáo mà mình ghi lại được. Về địa giới hành chính thì linh địa Trại Gáo thuộc xóm 12, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Và đền thánh An Tôn thuộc giáo xứ Mỹ Yên, giáo phận Vinh. Thưa các bạn, trước mắt chúng ta là linh địa Trại Gáo, nơi có đền thánh An Tôn rất là linh thiêng. Thì theo những cái tư liệu mình tra cứu được thì vào quãng giữa thế kỷ thứ 19, vùng đất Trại Gáo này là trang trại của nhà Trung để trồng trọt và chăn nuôi. Trong khu vực này, nhà Trung có một kho chứa lúa, vì thế lúc đầu người ta gọi nơi đây là Trại Gạo, nhưng với thời gian người ta đọc trịch dần thành Trại Gáo. Thời gian đầu, nơi đây chỉ có vài gia đình công giáo sinh sống và làm công cho nhà Trung. Thời gian sau, các cha ở tòa giáo mục đưa thêm những người nghèo khó về đây sinh sống để có cơ hội lao động, và từ đó số dân ở khu vực này tăng lên. Sử sách có ghi lại rằng để các tín hữu nơi đây noi gương vị thánh yêu chuộng sự khó khăn, cũng như để phó thác những người nghèo đói khổ đau cho đứng thánh hay làm phép lạ, thì các linh mục đã chọn thánh An Tôn Padova làm quan thầy cho họ Trại Gáo. Năm 1898, các cha thừa sai đã mua một pho tượng của thánh nhân bằng thạch cao ở Pháp để đưa về lập đền thờ. Trong cái hành trình rước tượng thánh An Tôn từ nhà Trung xã Đoài lên Trại Gáo, thì khi đến cuối làng Thanh Hương, các tín hữu dùng kiệu để cung nghênh ngài về. Khi đến địa điểm đền thánh hiện nay, mọi người dừng nghỉ để lấy sức tiếp tục kiệu tượng lên đỉnh núi, nơi mà các cha đã định sẽ xây dựng đền thánh. Nhưng sau khi nghỉ xong thì họ không làm sao mà nhấc tượng lên được, huy động thêm người vẫn không có kết quả. Ngược lại, tất cả các dây khiêng đều bị đứt. Thấy cái dấu hiệu lạ ấy thì các vị hữu trách nhận ra rằng ý của thánh An Tôn muốn xây dựng cho ngài một ngôi đền ngay tại nơi này. Vì vậy, các ngài đã cùng với tín hữu nơi đây dựng một ngôi đền dài 18m, rộng 12m, hoàn toàn bằng gỗ để làm nơi tôn kính ngài. Sau cái phép lạ đầu tiên đó, cũng như sau khi đền thánh được xây xong, các tín hữu về sinh sống quanh đền thánh An Tôn đông hơn. Đến nay, họ Trại Gáo đã có khoảng 210 hộ với khoảng 1.080 nhân danh. Thưa các bạn, đây là phía trong của đền thánh An Tôn, linh địa Trại Gáo. Chính giữa gian cung thánh là tượng thánh An Tôn. Toàn bộ kết cấu của đền thánh An Tôn đều làm bằng gỗ và tuổi đời cũng hơn 100 năm rồi. Những hoa văn được tạc nên bằng những thợ thủ công rất là đẹp. Mặc dù hôm nay thời tiết ngoài trời khá là nóng, nhưng khi mà vào trong đền thánh với cái kiến trúc bằng gỗ và với cái màu sắc như này, mình cảm thấy rằng không khí cũng dịu, chứ không có quá oi bức như ngoài trời. Đây là phía ngoài, phía hông của đền thánh thì các bạn. Được nợp ngoài nam. Phía trong bên cánh phải là tượng Đức Mẹ Chúa Giêsu, phía trái là tượng ông Thánh Giuse. Quang
quay cho bạn thấy rõ một số cái hình ảnh ở phía trong của đền thánh An Tôn Linh Địa Trại Gáo. Những cột vì kèo được làm bằng gỗ. Trở lại phía ngoài thì chúng ta có thể thấy phía trước một bên có tượng Đức Mẹ La Vang, một bên là tượng Thánh An Tôn được làm bằng đá cẩm thạch trắng. Đây là cận cảnh của tượng Đức Mẹ La Vang phía bên phải đền thánh. Với tiếng lành đồn xa, được tin Thánh An Tôn hay làm phép lạ và nhất là đã thực hiện việc lạ lùng ngay khi tượng Ngài được cung nghinh về đây. Nhiều người dân trong khu vực, cả giáo lẫn nương, khi gặp khó khăn đều đến cầu khẩn Ngài. Rất nhiều người đã được Chúa ban ơn qua lời chuyển cầu của Thánh Nhân. Nhiều người phương xa khi nghe tin cũng tìm đến với Thánh Nhân mỗi khi gặp khó khăn, hoạn nạn và ốm đau. Để bày tỏ lòng tri ân về những ơn lành do Thánh An Tôn đã chuyển cầu cho nhiều người trong và ngoài giáo phận, thì Đức Giáo Mục Giáo Phận đã chọn nơi này là trung tâm hành hương chính của giáo phận. Rất là tuyệt vời không các bạn? Ông Thánh An Tôn hay làm phép lạ, Ngài đã đến đây và nhờ danh Ngài và khu vực trại gáo này trở nên là một điểm đến cho tất cả các tín hữu ở gần cũng như ở xa đến để xin ơn. Nhờ lời cầu bầu của Thánh An Tôn, xin Chúa được nhiều ân lành phần hồn phần xác. Chúng ta tiếp tục đi một vòng xung quanh cái khu vực Linh Địa Thánh An Tôn Trại Gáo. Các bạn có thể thấy là khuôn viên của Linh Địa với khoảng đất cũng tương đối là rộng, nhưng về cơ sở vật chất còn rất là nhiều việc phải làm. Và ngày 13 tháng 6 tới đây là ngày lễ kính Thánh An Tôn, thì nơi đây sẽ có một buổi tổ chức lễ kính Thánh An Tôn rất là lớn. Đây là phía đầu của đền thánh. Đền thánh cũng được trùng tu và làm lại những cái nét hoa văn rất là đẹp. Đây là cái khu vực lễ đài để chuẩn bị cho ngày đại lễ kính Thánh An Tôn. Dưới lùm cây bóng mát thì cũng có một tượng Thánh An Tôn với Chúa Giêsu tay cầm cành huệ. Bức tượng rất là đẹp. Đây là khu vực lễ đài rất là rộng. Ông Thánh An Tôn hay làm phép lạ. Khu vực sân khấu này được trang trí rất là nhãn nhặn, tươi mát, và cái mùa nắng nóng này dùng cái màu xanh da trời và xen kẽ màu trắng, cảm giác là khá là mát mẻ. Ở chính giữa thì có khẩu hiệu mừng đại lễ Thánh An Tôn ngày 13 tháng 6 2019, là công tác chuẩn bị thấy khá là công phu, và với những cái câu đối khẩu hiệu rất là ý nghĩa, tin yêu phó thác, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng, ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Niềm vui gia đình, đây là logo của năm gia đình. Một màu xanh rất là mát mẻ với cái không khí miền Trung khá nóng gắt như ngày hôm nay, nhưng mà vào đây thì mình có cái cảm giác nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Đây là trần được căng những cái phông để che đi những cái phần mái tôn bên trên, rất là đẹp. Phải nói là ban tổ chức chuẩn bị cái lễ đài khá là công phu. Sang khu vực này là phía trung tâm mục vụ của Linh Địa Trại Gáo. Đây.
khu vực nhà trung tâm phục vụ này, theo cái con mắt của mình thì đây là mới được xây dựng xong và khá là bề thế và kiên cố. Đây các bạn thấy là đây là những cái mái nhà tạm để cho mọi người đến đây đi lễ. Thấy là cái lượng ghế ở đây rất là nhiều, vì thế là những cái ngày lễ chắc là sẽ rất là đông. Đây là có những cái bể nước tinh khiết, những cái bể nước tinh khiết ngọt ngào bên cạnh của đền Thánh An Tôn. Những cái quạt công suất rất lớn, nào, lượng ghế rất là nhiều. Ước lượng là những người tham dự thánh lễ ở đây và những dịp lễ lớn khi đến hàng chục nghìn người. Đây là bảng có sơ lược về thông tin, đường nét lịch sử trung tâm hành hương Trại Gáo. Ở phía cuối nhà thờ là có núi đá Đức Mẹ. Rất nhiều hoa đẹp. Ave Maria, là có Đức Mẹ Vô Nhiễm là ở giữa. Núi đá thì cũng có vẻ là lâu năm rồi. Là khu vực linh địa Trại Giáo này khá nhiều cây xanh, nên là cũng tạo ra những cái luồng không khí mát hơn ở những cái mùa hè như thế này. Quả chuông của linh địa. Mình đến đây thì không thấy tháp chuông, thì ra là chắc là đang trong quá trình xây dựng nên là treo tạm quả chuông ở đây. Quả chuông Tây rất là to, khi nặng đến vài tạ. Đây vòng lại hình ảnh phía cuối nhà thờ, tượng Thánh An Tôn bằng đá cẩm thạch trắng. Thì dưới chân tượng Thánh An Tôn thì cũng xin Ngài ban cho chúng con được nhiều ơn lành phần hồn phần xác. Trong cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn thì cũng trông lên Ngài để có ý chí vượt qua những khó khăn. Mình vừa gửi đến quý chị các bạn những hình ảnh đền Thánh An Tôn Trại Gáo. Và đây là mình vòng ra phía cổng chính phía ngoài đường quốc lộ, nơi có biển hiệu và tảng đá rất là lớn để báo hiệu cái đường vào đền Thánh An Tôn. Cảm ơn quý anh chị các bạn đã theo dõi clip của mình. Hẹn gặp lại quý anh chị các bạn ở những clip tiếp theo.